Xin chào bạn, chúng ta trở lại với trận thư hồn lâm hổ tranh đấu giữa Hồ Vĩnh Hoa và Vương Gia Lương. Sau khi Hồ bị Vương dồn nhát chiên chỉ, xe 1-4 đánh bật con mã của Hồ trở lại phía sau. Bây giờ đến lượt Vương đi quân. Tại thời điểm này, một câu hỏi quan trọng đặt ra là liệu Vương có thể chơi xe 4-8-7 an pháo của Hồ hay không. Đây là một câu hỏi rất hay mà chúng ta hãy thử khảo sát để tìm hiểu các đặc biến của phương án này. Giả sử Vương chơi xe 4-8-7 an pháo. Bây giờ nếu như Hồ chơi sĩ 5-6 ăn xe của Vương thì điều gì sẽ xảy ra? Trong trường hợp này thì dĩ nhiên là cờ đen sẽ chơi tiếp là pháo 7-3 ăn mã. Đi dọa là pháo 7-2 đào nó sẽ cột. Buộc lòng là cờ đỏ phải mã 4-3 để cản lại. Đen có thể tấn công tiếp mà nó cờ đang xe xuống chiếu tướng. Đến đây thì cờ đỏ có hai lựa chọn để chơi, hoặc là tướng 4-1 và thứ hai là tướng 5-3. Xét trường hợp thứ nhất, nếu đỏ thượng tướng thì cờ đen có thể thôi 9-1 chiếu tiếp. Nếu như đã tiếp tục lên tướng thì đen sẽ xe 8-6 là xét cục ngay lập tức. Bởi vì thế chiếu ở đây thì cờ đỏ bắt buộc phải mẹ 3-1 để tránh thôi. Và cờ đen tấn công tiếp bằng nó coi là pháo 8-1 chiếu tướng, ít đỏ phải lên tướng và sau đó bên xa xét cục hết đỏ. Do đó bị chiếu tướng ở đây thì cờ đỏ không thể lên tướng được và bắt buộc là phải xuống tường để cản lại. Nhưng ngay cả trường hợp này thì đã cũng nhanh chóng và trọng, cụ thể như sau. Cờ đen sĩ xe 8-7 chiếu tướng, ít đỏ phải lên tướng, sau đó thoái xe ăn mã chiếu tiếp. Nếu như đỏ lên tướng thì đen sẽ pháo 9-2 là xét cục. Vậy ở đây thì đỏ bắt buộc phải xuống tướng. Tiếp theo thì rất là đơn giản thôi. Cờ đen pháo 7-8 và sau đó thì cờ đen là pháo 8-2 là xét cục. Cờ đỏ vô phương chống đỏ. Như vậy chúng ta trở lại với tình huống cờ ở đây. Khi mà xe của đen ăn con pháo của đỏ thì đỏ sẽ không thể lấy con sĩ ăn xe của đen được. Bởi vì để cho đen chơi pháo 7-3 ăn mã thì đợt tấn công của đen sẽ rất mạnh với hai con pháo và một con xe tập kích ở cánh phải. Cái lực lượng phòng thủ rất yếu ớt của đỏ thì đỏ sẽ không thể chống đỡ nổi. Bây giờ vấn đề ở chỗ là nếu như cờ đen lấy xe ăn pháo thì bên đỏ sẽ không nhất thiết là phải lấy sĩ ăn xe mà có thể lựa chọn một nước biến khác, đó là mã 4-3 ăn pháo của đen để phản kích ngược trở lại. Khi đó thì cục diện sẽ trở nên rất phức tạp. Mặc dù là trong thế đối công thì cờ đen vẫn dễ chơi hơn một chút, nhưng mà nếu như cờ đen tấn công không khéo thì hoàn toàn có thể bị thua ngược. Ở đây thì mình lấy một nước biến để minh họa các bạn tham khảo. Chẳng hạn như tiếp theo cờ đen bình xe ăn tường, đi dọa là xe bắt mã, thì cờ đỏ sẽ bỏ con mã này luôn mà có một nước cơ rất mạnh, đó là xe 8-5. Tiếp theo nếu như cờ đen xe 5-7 ăn mã, đi dọa là xe 7-2, cả nó sát cục. Thì trong tình huống này xin trông cho cờ đỏ vô phương chống đỡ, nhưng mà thật ra cờ đỏ lại có một đáp trả rất bất ngờ sau đây để chuyển bài thành thắng. Đó là nước cơ xe 4-3 chiếm sợi luôn. Một đoàn phế quân sấm sét của đỏ. Trong bài đoàn này thì cờ đen bắt buộc là phải sĩ 5-6 ăn xe rồi. Về cờ đến đã có đoàn mã 3-4 chiếu tướng. Tiếp theo thì bất kể là con tướng đen chạy đi đâu thì đen cũng đều chết. Nhà như đen chơi tướng 5-1 thì đỏ sĩ xe 8-3 là sát cục. Còn nếu như đen không lên tướng mà chơi tướng 5-4 thì đỏ sĩ xe 8-6 cũng là sát cục. Qua diễn biến này thì các bạn có thể thấy là mặc dù là trong hình tròn của đỏ rất nguy ngập, nhưng mà cờ đỏ vẫn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy và những phản đòn rất lợi hại. Mà nếu như cờ đen không cẩn thận một chút thì cục diện sẽ hoàn toàn bị suy chuyển trong tích tắc. Chúng ta trở lại với tình huống cờ ở đây. Nó có xe 6-7 chiếm pháo, hoặc nhìn là một nước cờ hay, nhưng mà thật ra lại là một nước cờ có chứa đựng nhiều rủi ro. Bởi vì đã sau khi chơi mã 4-3 ăn pháo đen thì có thể lựa thời cơ để bất ngờ chơi đòn xe 4-3 chiếm sĩ thì sẽ tạo ra những miếng bánh rất nguy hiểm. Vương Gia Lương là một nhất lưu cao thủ, có tâm nhìn xa trông rộng, lý nào không nhìn thấy điểm mấu chốt trong hình trận của bán tên như vậy. Do đó Vương đã đi một nước cờ đơn giản nhưng rất mạnh mẽ, đó là pháo 7-3 ăn mã, tiêu diệt bớt một con quân phòng thủ quan trọng của Hồ. Vương sau khi ăn mã thì đang đi dọa là pháo 7-2 để chưa bí. Do đó Hồ buộc lòng là phải pháo ăn pháo của Vương thôi. Đến đây thì Vương thốc chốt để bắt pháo.
Nếu như để cho chốt của vương ăn pháo sau đó tiếp tục đâm chốt xuống nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Người vậy hồ bắt buộc là phải thoái pháo để giữ pháo. Đến đây thì để ra công tiếp thì vương có hàng loạt các nước cơ rất khéo léo như sau. Đó là xe 8 tấn 1 chiếu tướng, ép hồ phải lên tướng. Rồi xe 8 thoái 5, một nước cơ trong công cả thủ rất hay. Vừa để pháo lộ 9 bắt con xe 8 của hồ mà vừa có con xe để tuần hàng phòng thủ tránh đòn mã 4 tấn 3 của đối phương. Đến đây nếu như hồ chơi tướng 4 thoái 1 để tránh bị pháo ăn sang xe thì vương có thể chơi tiếp bằng nước cơ là chốt 7 tấn 1 ăn pháo. Pháo đỏ ăn sẽ ăn chốt đen thì đen sẽ chơi tiếp là xe 4 tấn 5. Và sau đó thì đen có thủ đoạn là xe 4 bên 7 thì thế công của đen sẽ cuồn cuộn như bão táp và cờ đỏ sẽ không thể nào có thể chống đỡ được. Như vậy bị đoàn thấy xe B đã phá bắt xe thì hồ biết là nếu chỉ phòng thủ đơn thuần thì chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi. Hồ lùi một bước thì vương lại lắm một trường. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì những người nghe có câu nói rất hay, đó là chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi phải cầm súng. Để em chỉ là trong một cuộc chiến tranh khốc liệt, một mất một còn, thì sẽ không có chỗ cho một tư tưởng thoái lui. Chúng ta càng tạo ra yếu ớt thì đối thủ sẽ càng lẫn tới. Nhượng bộ trong chiến tranh đồng nghĩa với chết chắc. Trong cờ tướng của vậy một khi không thể thủ được nữa thì con đường duy nhất để sống sót là phải xông lên lưu mạng để tấn công ngược trở lại. Chỉ đã hồ chơi xe 8 tấn 7 bắt mã. Được làm vua tôi số 1, hồng đánh xếp là kè, xin thử ai nhanh hơn thì thắng. Ở đây thì mọi nước cờ tiếp theo đều liên quan mật thiết đến thành bại của kẻ phản đấu. Bất kể là bên nào mắc phải sai lầm, dù là nhỏ nhất thì đều có thể phải trả một cái giá rất đắt. Tuy nhiên đây có lẽ là một ván cờ của riêng Vương Gia Lương. Trong tình huống đôi công phức tạp này, Vương đánh như thể biết hết mọi suy nghĩ của đối phương và kiểm soát cực tốt mọi điểm nóng trong bàn cờ. Sau đoàn thoái xe, hư hư thật thật, ít hồ phải tấn xe khỏi vị trí phòng thủ quan trọng. Vương lại tiếp tục giáng những cú đấm mạnh mẽ tiếp theo vào thành trì vốn đã yếu ớt của hồ. Trước hết, vương đâm xe xuống chiếu tướng, ép hồ phải xuống tướng. Kế đến, vương lại tấn xe chiếu tướng, ép hồ phải lên tướng. Tiếp theo, vương pháo 9 bình 4 an sĩ của hồ. Hồ Vinh Hoa biết là không còn đường lùi nên chơi mã 4 tấn 3, hồng tìm đường hướng để đối công. Nhưng vương đã rất khéo léo hóa giải bằng nửa cờ rất tinh tế, đó là pháo 4 binh 6 để pháo bắt xe. Một nước cờ cực cao phải tan vào âm mưu phản kích của hồ. Vương Gia Lương đánh cờ trong công có thủ, nước cờ thật là lão luyện vô cùng. Nước cờ binh pháo này là chính là nước cờ then chốt để đặt nền móng cho thắng lợi chắc chắn của vương. Bị dính phải quái chiêu binh pháo bắt xe của vương, hồ không thể chơi sậy 5 thoái 4 ăn pháo được. Bởi vì vương sĩ xe 8 thoái 1 chiếu tướng, ép hồ phải lên tướng và sau đó có đoàn chốt 7 tấn 1 ăn pháo là tạo ra sắc cục ngay lập tức. Bởi vậy, bởi phá bắt ở đây thì hồ buộc phải nhịn nhục xe 4 bình 3 để tránh. Đoạn cuối của ván cờ thì Vương Gia Lương đi cờ vô cùng tỉnh tá. Mỗi nốt cờ đều hàm chứa một kinh lực kinh người. Từng bước dồn ép hồ vào đường chết như sau. Trước hết vương dùng chốt để ăn pháo. Hồ buộc phải pháo 7 bình 3 ăn chốt. Kế đến vương thoái xe chịu tướng, ép hồ phải thoái tướng ăn pháo. Sau đó vương pháo 8, xe 8 bình 5 ăn sẩy do đoàn xe 9 tấn xe 4 tấn 9 là nó sát cục. Buộc hồ phải thoái pháo về để phòng thủ. Kế đến vương tấn xe đi dọ là xe 5 bình 6 chiếu tướng, hồ bình tướng thì xe bình tướng, hồ bình tướng thì xe đâm xuống sát cục. Do đó hồ bắt buộc là phải xe 4 bình 3 để phòng thủ. Vương Gia Lương tấn công bạo táp nhưng mà hồ Vinh Hoa vẫn phòng thủ rất là kiên cường. Nhưng Tam Bắc Hổ huyền thoại để ra tay thì rất độc ác, không cho hồ một cơ hội nào cả. Để kết liễu ván cờ thì vương có một nước cờ tấn công cực cao, đó là xe 5 bình 7. Phục đoạn tiếp theo sẽ là xe 4 bình 6 chiếu tướng, ép hồ ăn xe B. Và sau đó thì vương sĩ cá đoan là xe 7 tấn 1 ăn pháo tạo nên sát cục. Những thế đánh tạo sát cực đẹp của Vương Gia Lương.
Trước những bàn bóng đánh công sát quá chất lượng của đối thủ thì để tránh sẽ cột khô chẳng còn lựa chọn nào khác, buộc phải tướng 6 bình 5 để đi tránh. Đến đây thì vương sẽ 4 bình 5 chiếu tướng, ép hồ phải tướng 5 bình 6 và sau đó vương xe 7 thái 4 ăn mẹ. Nước thái xe thật là dị nhàng tiêu sái. Vương sau khi thái xe phục vụ đoạn tiếp theo là xe 7 bình 4 tạo nên sắc cục. Hồ vô phương chống đỡ nên phải buông giáp đầu hàng. Phải nói đây là một ván đấu mà Vương Gia Lương đã thể hiện một khả năng công sát lên trình độ xuất quỷ nhập thần. Đầu tiên là nước phế mã vào tường, cái đến là tuyệt chiêu nhắc dương chỉ xe 1 bình 4 để phá tan hệ thống phòng thủ từ xa của Hồ và mở ra một con đường rộng rãi để tương binh. Tiếp theo là hàng loạt cái nước cơ rất hay như là hư chiêu xe 8 phải 4 ép Hồ phải chạy xa để rồi dùng pháo đánh sỉ. Pháo sau khi ăn sỉ thì lại bình tĩnh chuyển pháo sang lộ 4 để chắc xa, phá vỡ mọi hy vọng phản kích cuối cùng của Hồ. Sau khi đại thế đã định thì Vương sử dụng song xa để từng bước ép tới, tung độc thủ liên miên bất tuyệt như sóng trường giang cuồn cuộn lớp sau đi lớp trước. Hồ Vinh Hoa mặc dù đã cố gắng hết sức để vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi kết cục bi thảm. Đây có thể xem là một trong những ván cờ phê quân tấn công đẹp mắt nhất trong lịch sử của tướng. Hồ Vinh Hoa bị dính phải sát cục độc địa của Vương Gia Lương thì như người mất hồn. Cuộc cờ đã kết thúc nhưng Hồ thì vẫn ngồi đó thẫn thờ không buồn đứng dậy. Sư phụ Hồ là Hà Thuận An đi qua thấy Hồ vừa đánh xong nên tiến lại gần hỏi thăm kết quả thế nào. Hồ lúc đó ánh mắt vẫn chưa hết vì sợ hãi, chỉ mấp máy môi nói được đúng ba chữ sát cục cao. Ba chữ này về sau đã trở thành một huyền thoại. Trong những năm tháng sau này thì Hồ Vinh Hoa đã trở thành một kỳ vương lừng lẫy oai trắng bốn biển. Nhưng mỗi khi ai đó hỏi về Hồ Đông Bắc Hổ Vương Gia Lương là người như thế nào thì Hồ vẫn luôn chiếc miệng chặt lưỡi đáp đúng ba chữ sát cục cao, như thể hiện một sự khâm phục tuyệt vời của ông dành cho kỳ nghệ siêu phàm của Vương Tiền Bối. Vương Gia Lương giành được chiến thắng quan trọng này, đạt được 4 chiến thắng liên tục dẫn đầu cuộc hùng. Xét về phong độ và thực lực lúc đó, Lan Cờ cho rằng chức vô địch khó lòng thoát khỏi bàn tay của Vương. Nhưng người tính không bằng trời tính, con người dù tài giỏi đến đâu cũng khó lòng thoát định được những biến cố không thể ngờ tới. Và cuộc chiến khốc liệt để tranh giành ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ năm đó và còn nhiều bí ẩn không thể nói trước mà chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận câu chuyện thú vị này trong những bài học tiếp theo. Các bạn chú ý theo dõi.